một anh chàng ở nhà nổi tiếng là báo thủ, lên trường là sói ca nam thần. Trong lòng các cô gái lại vô tình rơi vào lưới tình của cu cậu mọt sách lớp bên. Mới đầu cũng ghét cay ghét đắng, nhưng ai mà ngờ ghét của nào trời trao của đấy. Liệu rằng hai người có vượt qua được sóng gió cuộc đời mà đến được với nhau? Hãy cùng theo dõi tập phim ngày hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Hòa nhịp không khí Giáng sinh, Hào Đình rủ Hy Cố ra cháy phố trên con xe thống nhất màu xanh. Hai đứa đi tới nơi bí mật mà Hào Đình đã chuẩn bị trước, thắp nến cuộc tình siêu lãng mạn, thêm nồi thịt kho hai trứng cút nữa, cái nách cứ phải gọi là văng mấy chục mét. Từ khi mất đi bố mẹ, mỗi lần có chuyện buồn Hy Cố sẽ ngồi ngắm các vì sao, cũng giống như bây giờ, cậu đang ngồi ngắm sao với người trong lòng nhưng không còn cô đơn như lúc trước. Vì Hy Cố theo ngành vật lý nên Hào Đình cũng muốn theo, bởi cậu muốn được học cùng một ngành với người cậu thích. Sáng hôm sau, hội các chiến thần làm cho Hào Đình cái lễ ba sàm ba láp chào mừng sự trở lại của anh sau 5 ngày đình chỉ. Hào Đình chơi lớn khao cả đám đi quính chén một bữa mà Tôn Bác từ chối nhẹ vì có hẹn với người yêu. Cái kết cho kẻ có sắp quên bạn là phải chịu hình phạt. Mọi người đang chơi vui vẻ thì Hy Cố qua đón Hào Đình cùng nhau về nhà. Anh bố Hào Đình muốn cảm ơn nên mời Hy Cố về ăn cơm, nhưng tan học hơi sớm, nhà vắng tanh vắng ngắt chưa ai về. Tự dưng Hào Đình xuất hiện vài ý định đen tối chơi trò cảm giác mạnh đẩy Hy Cố nằm lên sofa, đang tỏ tí te nhau thì bố mẹ về tới bắt gặp. Anh bố Hào Đình giận sôi máu mắng cho hai đứa một trận tơi tả lả lơi. Thay vì trốn tránh, Hào Đình đã đứng ra thành thật với bố chuyện của hai đứa. Anh bố tạm thời không chấp nhận được nên kịch liệt phản đối. Chị mẹ lấy đồ nói Hy Cố về trước, còn Hào Đình bị nhốt trong nhà không cho ra ngoài. Thanh niên không có tâm trạng bỏ bữa tối nên cô em đem đồ lên phòng cho anh, ngồi tâm sự tuổi hồng. Hào Đình ngồi đớp miếng mì mà nước mắt nước mũi cứ ứa ra như thủy điện trong quần. Anh sợ Hy Cố sẽ từ bỏ, sợ cậu ấy sẽ rút lui giữa chừng. Chị mẹ đứng ở ngoài nghe được cuộc nói chuyện giữa hai anh em mà nước mắt cũng rưng rưng. Vịnh tình thay ông anh đem chút đồ qua cho Hy Cố, nói đưa là đưa rồi cũng về luôn vì cô trốn mẹ ra ngoài. Ai dè bị bà bắt được, hú hồn con chồn, chị mẹ chỉ nhắc nhẹ vài câu chứ không tét mông. Phía bên kia, Hy Cố đi làm về nhà rồi mới khui đồ, nó là một con smartphone. Hào Đình chờ mòn chờ mỏi mới thấy Hy Cố gọi tới, nghe được giọng anh mà Hy Cố khóc thét. Một ngày nữa lại tới bên đời, mới đó đã gần Tết nên Chí Cương sắm chút đồ nhờ Tôn Bác đem về tặng gia đình cậu. Từ hồi đại học bị bố mẹ biết chuyện anh có bạn trai là Chí Cương, không về nhà ăn Tết nữa, nghe thì cũng hơi buồn nhưng may là còn có hội bạn cùng ăn cơm, tất nhiên làm vài ván tiến lên đón năm mới nên cũng không bị coi là kẻ cô đơn trong thành phố. Trong lúc đó Hào Đình cũng đang hòa nhịp không khí của ngày dọn nhà toàn quốc, bình thường bắt anh làm phải có thưởng, mà nay nhiệt tình không đòi gì làm anh bố có hơi giật mình hoảng hốt. Bất ngờ Hy Cố đến nhà bố Hào Đình vừa thấy đã xù lông thả chó tiễn khách, may có chị mẹ ra nói đỡ nên ông mới dịu được một chút. Hy Cố lấy hết dũng khí xin người lớn cho mình quen Hào Đình, mà bị anh bố phản đối gay gắt, Hy Cố vẫn có một niềm tin không lung lay về tương lai con em chúng ta, rằng hai đứa sẽ có thể nắm tay nhau đi qua màn mưa. Hy Cố hứa sẽ giúp Hào Đình nâng điểm cuối kỳ ôn thi vào một trường đại học top đầu bằng mọi cách. 100 điểm cho tinh thần máu chiến của cậu, chỉ là bố Hào Đình vẫn khăng khăng không cho phép, giận dỗi bỏ vào bếp. Hy Cố để lại túi qua rồi đi về trước, Hào Đình muốn đuổi theo nhưng bị mẹ ngăn lại. Chị mẹ quay vào trong nói chuyện với chồng, khuyên ông nên bình tĩnh lại mặc dù bà cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Hy Cố mặt bơ vơ thất thần quay về nhà, điện thoại reo muốn thủng màng nhĩ mà cậu không nhấc máy. Mãi mới nhấn nút nghe, cậu nói với Hào Đình đừng lo cho mình, cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà cố gắng nhiều hơn nữa. Hy Cố đã nghỉ làm bên quán bar và quay lại tiệm cà phê nhà Chí Cương. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy Hy Cố chịu nhận quà của người khác. Tin nhắn cứ reo ầm ầm, Hy Cố sợ bị trừ lương nên định tắt máy. Chí Cương vội ngăn lại vì cái nét của Hào Đình, kiểu gì tí cậu ta cũng nhào tới quán quậy. Nháy cái đêm giao thừa cũng tới, nhà nhà ăn Tết, người người đón Tết. Hai vợ chồng trẻ nhà Hào Đình đang hí hửng trao nhau lì xì còn, không quên phát chút cơm chó cho đàn con. Xong người già tới phần trẻ, Vịnh Tình hí hửng nhận hai cái to ủình, còn Hào Đình lại cứ cắm mặt vào cái điện thoại không để ý gì cả. Hai cha con lâu rồi không nói chuyện với nhau, không khí cũng sặc mùi chiến tranh lạnh. Chị mẹ dặn Hào Đình mai hẹn Hy Cố tới nhà, hai người đã suy nghĩ kỹ chuyện hai đứa nên muốn nói chuyện với cậu ấy. Ở một diễn biến khác, hội những con người không gia đình luôn hướng về tổ quốc rủ nhau tối tất nhiên một bữa vui vẻ. Hôm nay Hy Cố bám đuôi Chí Cương một buổi ăn chơi xả láng, lúc đưa cậu về nhà, Chí Cương cũng có lì xì đỏ, của ít lòng nhiều méo mó có hơn không. Ôm ấp cảm ơn các thứ xong ai về nhà nấy, Hy Cố lên sân thượng ngắm sao, ngồi xem video Hào Đình chúc mừng năm mới mà cười sái cả quai hàm. Còn Chí Cương, anh đi dạo một mình hít thở không khí trời đêm, Tôn Bác từ đâu đi tới ôm lấy anh, thanh niên quỳ xuống lấy ra một cặp nhẫn đeo nó lên tay Chí Cương. Ông chú cảm động rớt nước mắt, vì già đầu rồi còn được một cậu nhóc cấp 3 cầu hôn xến xúa như thế, sơ hở một tí là hai người đã một mỏ vào nhau, hội anh em FA xem mà tức á. Sáng hôm sau, Hào Đình xuống nhà đón Hy Cố, anh nắm tay làm công tác tư tưởng cho cậu trước vì sợ bố mẹ mình sẽ nói gì đó khó nghe. Vịnh Tình đứng chờ bên cạnh phải giục hai người tăng tốc độ lên, chứ người lớn đợi lâu lắm rồi, không khí vẫn căng đét như dây nịt.
Những lúc như thế này Hiko chỉ cần một nụ cười luôn hé, việc còn lại đã có kem đánh răng PS lo. Không lòng vòng như Hải Phòng, chị mẹ vào thẳng vấn đề luôn. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và nhanh chóng, bà cảm thấy Hào Đình đủ khả năng tự học nên vẫn từ chối mỗi lời đề nghị của Hiko. Vẫn còn một chuyện quan trọng hơn nhưng vì nó siêu trọng điểm, nên chị mẹ nhường cho anh bố nói. Ông nói tới nói lui mà vẫn chưa thấy khúc quan trọng. Túm cái như lại là hai vợ chồng chỉ cần Hiko làm con trai của họ, thi được vào một trường đại học đứng trong top 5 trường công, thì sẽ đồng ý chuyện hai đứa quen nhau. Tuy là có hơi áp lực nhưng Hiko vẫn đánh liều nhận kèo. Hai thanh niên vui vẻ dắt nhau đi quẩy với hội anh em, nghe tới vụ cá cược mà mọi người khá là nghi ngờ trình độ của Hào Đình, khi tốt nghiệp còn khó nói gì đậu trường top. Anh em trong nhà mà chả chịu tin tưởng nhau gì cả. Hào Đình dỗ ngọt Hiko đừng nghe đám này sủa vậy, anh mà nghiêm túc là top 1 còn đậu đừng nói gì top 5. Mải tò tí tay nhau mà quay ra đã thấy cả đám đứng hình mất 5 giây, đúng là va phải con đĩ tình yêu thì mạnh mẽ đến mấy, cũng phải nũng nịu trước người yêu. Nháy thêm một cái, ngày đi học lại tới cũng là ngày có kết quả kiểm tra giữa kỳ. Thanh niên Hào Đình đang xin lỗi người yêu vì cái tội gáy to, mà điểm không thể nào nát hơn được nữa. Trả bù cho Hiko được điểm tuyệt đối, thản nhiên ngồi ăn. Cuối tuần Chí Cương đãi cậu ăn mừng nhưng Hiko từ chối cho Hào Đình đi cùng để anh tập trung chuyên môn ôn tập. Hào Đình năn nỉ ôi khô cả bàn họng không được đi ké mặt xệ, như bát bánh đa ngâm nước, trông cũng tội. Hiko nhẹ nhàng thơm má từ thiện động viên tinh thần, miễn cưỡng lên kèo cuối tuần tới nhà chơi. Vừa tan học, thanh niên đã kéo Tôn Bác lên phòng lôi sách vở ra xin kinh nghiệm chuyện giường chiếu, nhưng hình như hỏi hơi sai người vì Tôn Bác cũng là công. Hào Đình ngỏ ý hay là qua hỏi Chí Cương mà Tôn Bác không chịu, thanh niên liền dùng chiêu khổ nhục kế, bất lực toàn tập, Tôn Bác chỉ đành truyền bí kíp cho một chút. Tới tối, Tôn Bác ghé quán, lúc Hiko đi tới cất đồ, anh dòm qua một vòng mà nghĩ trong đầu, gầy cong queo thế này thì làm ăn được gì. Chờ hoài chờ mãi mới đến ngày hẹn học thêm với người yêu, vịnh tình nhận nhiệm vụ ở nhà trông coi hai người, không cho phép đóng cửa phòng trong khi học. Hào Đình cay cú mà không làm gì được vì đó là lệnh của mẹ, trong khi Hiko nhiệt tình giảng bài từ toán học sang tận toán số mà Hào Đình cứ ngơ ngơ đòi được thưởng. Cứ phải để Hiko dùng biện pháp mạnh, thanh niên mới chịu ngồi xuống học hành nghiêm túc. Vì tương lai con em chúng ta, từ hôm đó, Hào Đình gạt hết chuyện trai gái ra khỏi đầu, tập trung chuyên môn cày cuốc làm lũ bạn được một phen hú hồn, không ngờ sức mạnh tình yêu nó lại lớn như thế. Số lượng kiến không ngủ của Hào Đình được tích ngày càng nhiều tới mức ông giáo cũng phải ngạc nhiên vì hỏi câu nào là cậu trả lời ngon ơ câu đó. Lắm lúc thanh niên cũng muốn được động chạm da thịt lắm vì người yêu quá là ngọt xương nhưng vì chuyện đại sự, thanh niên phải tém họa mi lại. Học hành vất vả là thế, đôi bạn trẻ nhà ta vẫn không quên phát cơm chó cho các hảo chí cốt, chỉ đứng tưới hoa thôi cũng phải tình cảm ngọt xớt trông mà ngứa con mắt. Cao thủ không bằng tranh thủ, Tôn Bác chơi luôn vòi tưới bắn vào hai người, cả đám cứ thế nhào vào nhau quậy nát cái vườn, hơi ướt át nhưng mà vui. Tối hôm đó là sinh nhật tròn 18 của Hiko, nên Hào Đình tự biến mình thành con đom đóm chạy bằng pin gửi tới nhà cậu. Lần đầu tiên Hiko đón sinh nhật với người yêu mừng rớt nước mắt, ngập tràn sự xến xúa. Tranh thủ gặp nhau một chút, Hào Đình lại phải quay về nhà ôn bài. Anh bố thấy con trai học hành vất vả nên tự tay nấu cho cậu bát mì, nhưng lại ngại rồi cho chị mẹ đem lên phòng còn mình thì đứng ngoài hóng hớt. Sáng hôm sau, Hiko chờ mãi chẳng thấy Hào Đình đâu nên chạy sang lớp tìm, nghe Tôn Bác nói mới biết là anh nghỉ ốm. Lo lắng trời nắng, tan học Hiko tới nhà thăm người thương, chị mẹ có việc gấp phải ra ngoài nên nhờ Hiko chăm sóc cậu con trai. Bị sốt giật đùng đùng mà nhìn thấy người yêu thanh niên Hào Đình, cứ như con trâu mộng ngồi dậy vồ lấy Hiko. Chuyện sau đấy thì còn lâu tôi mới nói, vậy nên chúng ta nhắm mắt bỏ qua khúc này. Vịnh Tình vừa mới đi học về mệt ná thở nằm lên ghế thì thấy Hiko, mặt căng đét đi ra rồi vội vàng ra về. Hào Đình mãi mới xuống được giường thì bố mẹ lên kèo đi du lịch, nghe mẹ nói hôm qua Hiko tới chăm mà thanh niên giật mình hoảng hốt, biết không phải là mơ. Thanh niên mặt tí ta tí tởn làm Vịnh Tình suýt thì gọi xe đưa anh vào trại. Anh vui vẻ trẻ khỏe đi tìm người yêu, cú sốc đầu đời hôm qua làm Hiko có hơi ngại ngùng. Hào Đình xin lỗi nhẹ rồi hứa với cậu mình sẽ không làm như thế nữa. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài vườn, mới đó đã tới ngày công bố điểm, anh bố căng thẳng tới mức mất ngủ hai đêm liền. Hào Đình lao tới như một cơn lốc báo tin mình đã đỗ đại học trung ương, báo top đầu, nói xong thanh niên chạy vèo đi tìm Hiko. Phía bên kia, Hiko cũng lo lắng không kém, đứng ngồi không yên, đã thế lúc gặp Hào Đình còn diễn sâu vờ như mình đã tạch, hôn một cái rồi mới nói ra mình đã đỗ, thanh niên vui quá quên luôn Chí Cương vẫn đang đứng bên cạnh. Đôi bạn trẻ dắt nhau về nhà nghiên cứu học khoa nào vừa nhàn vừa dễ ra trường, mà tìm được việc nhẹ lương cao. Hiko căng cả não ra rồi mà Hào Đình cứ nhây nhây thích tìm nhà dọn ra ngoài trước. Tuy là trường hai đứa hơi xa nhau nhưng vì tình yêu to bự, Hào Đình tình nguyện đi đường dài đến trường. Hai cậu nhóc đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi du lịch sắp tới, mà mồ hôi nách cứ róc rách luồn qua khe nách. Hào Đình hơi bốc hỏa, nên cởi phăng áo nằm phè phỡn chờ người yêu đem khăn ướt ra lau mồ hôi. Cái tay hư hỏng của thanh niên chơi trò luồn lách nhưng bị Hiko đẩy ra vì cậu có chút chưa sẵn sàng. Hào Đình chết nhiều chút trong tim cầm lấy cái áo rồi dứt khoát bỏ về.
Tới tối, khi cô đến quán cà phê, Chí Cương cứ bị cảm thấy cậu nhóc hôm nay có chút kỳ lạ, mặt cứ sệ ra như mất sổ gạo. Tôn Bác nhắc nhẹ chuyện Hy Cố sắp đi chơi với Hào Đình, rồi té sang hình như mình cũng muốn đi, thích thì nhích, Chí Cương chốt sổ chơi tới bến. Chờ mãi chuyến đi cũng đến, bốn người hí hửng tay xách nách mang đi xả xỉ chết, mặt Hào Đình vẫn nét buồn 5 tấn nhận phòng. Anh cứ tránh mặt không nói chuyện với Hy Cố rồi lấy cớ ra ngoài mua đồ, bất lực toàn tập, Hy Cố chỉ đành tạt qua tìm Chí Cương, tham khảo ý kiến người thân xem mình nên làm gì. Tiếp thu đủ lượng kiến không ngủ, Hy Cố về phòng mạnh dạn vồ mỏ vào người yêu, nói ra suy nghĩ của mình, mâu thuẫn được giải quyết bằng nghìn nụ hôn siêu ngọt, còn chuyện sau đấy tôi không nói cho anh em nghe đâu. Tạt qua chỗ Tôn Bác, hai người ngồi ăn mãi mà không thấy đôi Hào Đình, đâu nên hai anh trai chuyển qua tắm suối nước nóng. Ta nói trời mát mát, như này mà dình người xuống dung dịch chất lỏng có công thức hóa học H2O gì đó, cứ phải gọi là đã cái nư, lại còn có người yêu bên cạnh nữa là tuyệt cả là vời, anh em FA không hiểu được đâu. Một buổi sáng đẹp trời lại đến, hai bạn trẻ nhà ta cứ tò tí te nhau mãi, trên giường sau một đêm hoạt động hết công suất. Chuyến đi nháy cái đã hết, Hào Đình tậu được con xế yêu nên chạy qua đón người yêu đi làm phượt thủ, bằng lái đã nằm im trong ví chỉ việc nhét quả đầu vào mũ bảo hiểm và đi thôi. Kể từ khi có con xe mới này, đi trên đường mà tâm hồn nó cứ phơi phới, dù mấy nữa đi học xa nhau cũng có động lực hẳn. Hào Đình dẫn Hy Cố đi xem nhà mới thuê, nhỏ nhưng có võ, đầy đủ tiện nghi, ban công nhà bếp đồ, có đủ. Sẵn sàng cho cuộc sống sinh viên bùng con nhà bà cháy. Đến tối, Hào Đình đang ngồi xếp đồ thì anh bố đi vào tâm sự đêm khuya. Ông vẫn hơi lăn tăn chuyện hai đứa nhưng người lớn đã hứa thì phải làm. Anh bố không quên dặn cậu con được nghỉ thì thường xuyên về nhà rồi mới đi ra. Sớm hôm sau, đôi bạn trẻ dậy từ sớm làm bữa nhậu mừng tổ ấm tình yêu mới. Hạ Đắc vào giúp Hy Cố, bưng đồ ăn ra còn đám còn lại tập kích phòng ngủ của đôi chim non mà Hào Đình chặn cửa chỉ cho ngó một chút. Cơm đã được dọn ra bàn thơm ngon mời bạn ăn nha. Tất tần tật đều là Hào Đình tự tay nấu, có gì thì đã có thuốc tiêu hóa thủ sẵn dưới bàn phòng trường hợp bất chắc. Sơ sơ qua thì có món 7 viên ngọc rồng nhồi thịt được làm từ cà rốt, nghệ cả củ chứ chẳng đùa. Ăn cơm thì ít mà cầu lương thì nhiều, tức mà không làm được gì. Hy Cố vẫn giữ thói quen có gì vui sẽ nói chuyện với các vì sao một mình. Trên sân thượng, những ngày sau này cậu sẽ không phải một mình mà có Hào Đình ở bên cùng làm trò con bò. Cứ sơ hở một chút là hai anh lại cứ vồ vập môi vào nhau nhưng tụi em thích. Từ ngày dọn về ở chung, Hào Đình ra dáng là con người của bếp núc hẳn. Hôm nay bố mẹ Hào Đình tới nhà chơi nên hai đứa giáo giức chuẩn bị. Hy Cố quên mất muối nên chạy đi mua, lỡ ngơ thế nào lại để quên ví tiền nên Hào Đình đem xuống cho cậu. Thời gian trôi nhanh như cách người yêu cũ trở mặt, mới đó đã hết 4 năm đại học, các chiến thần nhà ta đều có hướng đi mới. Bận rộn cả năm mãi mới có thời gian họp mặt bạn cũ, luôn tiện chia tay Hào Đình ra Mỹ du học, thanh niên không chỉ tốt nghiệp đại học mà còn là thủ khoa. Ở nhà, anh bố cũng đã nấu xong cơm tối, Hào Đình tranh thủ lên phòng dọn nốt đống đồ. Vô tình cậu nhìn thấy chiếc hộp kỷ niệm mà nước mắt cứ ứa ra. Cái ngày định mệnh hôm đó đã cướp Hy Cố ra khỏi cuộc đời Hào Đình bởi vì Hy Cố của anh đã gặp tai nạn. Chị mẹ đợi lâu quá đi vào gọi vô tình trông thấy. Bà biết bao năm qua Hào Đình đã vùi đầu vào công việc để có thể quên đi chuyện cũ, nên đã an ủi anh vài câu. Phía bên kia, Tôn Bác và Chí Cương đã dọn về ở với nhau. Hai người họ mấy lần gửi quà về cho bố Chí Cương, nhưng đều bị trả về vì ông không chấp nhận mối quan hệ của họ. Nhưng ít ra năm nay ông không còn đuổi hai đứa ra khỏi nhà như những năm đầu tiên, cũng được coi như là có kết quả tốt. Sáng hôm sau, anh có hẹn với một đàn em giống hệt Hy Cố nhưng không phải Hy Cố, chỉ là người giống người, cậu trai trước mắt là một con người khác, trông có gu hơn. Bây giờ Hào Đình cũng đã có người yêu mới, là đàn chị cùng khoa, lúc cô ấy tốt nghiệp hai người bắt đầu hẹn hò với nhau. Nói được một lát thì Vịnh Tình đến nên hai người chào tạm biệt, còn Hào Đình cùng cô em gái đi sắm đồ. Lúc chờ Vịnh Tình chọn đồ tặng người yêu, Hào Đình vô tình gặp lại Tư Dư nên họ đi ăn cùng nhau, tâm sự về cuộc đời. Sau khi ra trường, Tư Dư thử đi tìm việc nhưng đời không như là mơ, nó khó hơn cả tìm chồng đại gia, nên cô xin làm chân nhân viên ở tiệm quần áo hồi ban nãy. Tư Dư lỡ mồm nhắc tới Hy Cố làm không khí có chút im lặng đến đáng sợ, cô cũng bị bất ngờ bởi vụ tai nạn năm đó. Khi ấy cô của Hy Cố làm đám tang đơn giản lại, nên không ai biết thời gian địa điểm để đến lễ viếng. Tám chuyện một lát, Hào Đình chạy ào về nhà. Sự ra đi của Hy Cố với Hào Đình vẫn còn là cú sốc lớn, cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa thể nào quên được. Nhìn thấy chiếc hộp trên bàn, biết bao nhiêu kỷ niệm của hai người hiện lên trong đầu anh, từ những ngày còn ghét nhau cho tới khi dính nhau như sam, nước mắt nước mũi cứ trào ra như thác nước. Những lúc như thế này Hào Đình chỉ muốn ngồi dưới mưa, như thế mới không ai biết anh đang đáy dầm. Tôn Bác nghe mùi chẳng lành nên chạy tới tìm đưa anh về nhà mình. Tôn Bác biết Hào Đình vẫn chưa quên được Hy Cố, bao năm cậu ấy vẫn giữ thói quen leo núi để có cảm giác gần hơn với các vì sao, như cách Hy Cố từng làm. Hào Đình cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Anh tâm sự với Tôn Bác đã có mấy lần mình thử quên đi Hy Cố, nhưng không làm được. Tôn Bác phải làm công tác tư tưởng sốc, lại tinh thần hồi lâu mới an ủi động viên được anh, cứ phải mạnh mẽ lên mới được, yếu đuối cho ai xem.
Tuy là Hy Cố không còn nhưng ít ra mọi người vẫn luôn ở bên cạnh Hào Đình. Sáng hôm sau, Thanh Niên đón Bình Minh lúc 10 giờ sáng. Anh bố đã nấu nướng xong xuôi, thơm ngon tròn vị mời cả nhà cùng ăn. Bố mẹ Hào Đình nhắc tới chuyện của Hào Đình và cô người yêu, lần này cùng nhau ra nước ngoài. Nếu được thì ông muốn hai đứa tính chuyện cưới hỏi luôn, cứ mỗi lần nói đến chuyện tình cảm đôi lứa là Hào Đình lại lảng ra chỗ khác. Ở diễn biến bên kia, cháu của Chí Cương tới nhà nói với hai người một chuyện hết sức quan trọng. Bố Chí Cương đã cho phép hai người quay về, mọi người đều đang chờ họ ở nhà. Chí Cương mừng đến mức không dám tin luôn, sao bao nhiêu năm bị bố từ chối, cuối cùng ông ấy cũng đã có thể chấp nhận chuyện của họ. Quay về chỗ Hào Đình, lúc chờ đèn đỏ, có đôi bạn nhỏ tình tứ đi ngang qua, nó lại làm anh nhớ đến Hy Cố, nhớ đến những ngày cùng nhau ngồi học, làm trò con sò, anh cũng đã từng vui vẻ như thế. Thanh Niên tới chỗ hẹn với Tôn Bác ngồi tám chuyện hít khí trời trước ngày bay, anh định sẽ ở lại Mỹ 2 năm rồi mới quay về. Hai người nói đủ thứ trên trời dưới đất về chuyện tương lai xa xôi, bộ phim cứ thế mà hết trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của chúng ta. Tuy là không có cái kết đẹp như bao phim khác, nhưng đừng vì thế mà để trắng nút like nhé, đừng quên đá nút đăng ký, cũng như quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những bộ phim hay ho hơn nha. Hẹn gặp lại và bye bye!